Dẹp Honda Airblade qua bên, tân binh xe ga 150cc ra mắt giá 51,5 triệu đồng, có ABS hai kênh như SH. Nhà sản xuất xe máy Yontis của Trung Quốc vừa được giới thiệu mẫu xe tay ga tầm trung Yontis 150m mới tại thị trường quê nhà. Tân binh, xe tay ga Yontis 150m mới này đặc biệt nổi bật với thiết kế hầm hố, sắc sảo cùng khả năng vận hành thân thiện với mọi giới tính và lứa tuổi. Đồng thời, xe cũng có một mức giá dễ tiếp cận cùng những trang bị hiện đại. Yontis 150m được phát triển dựa trên cùng một nền tảng với Yontis 125m được bán ở thị trường châu Âu. Theo thông tin được công bố trên truyền thông Trung Quốc, Yontis 150m mới sử dụng động cơ xi lanh đơn, dung tích 149,7cc, sản sinh công suất tối đa 15,82 mã lực tại 8.000 vòng trên phút cùng, với mô men xoắn cực đại 15 Nm tại 6.000 vòng trên phút, nhiều hơn bản 125m có công suất 14,4 mã lực và mô men xoắn 15 Nm ở cùng tốc độ động cơ. Thậm chí, sức mạnh này còn nhỉnh hơn Honda Airblade 160, có công suất 14,7 mã lực và mô men xoắn cực đại 14,4 Nm. Về mặt cấu trúc, Yontis 150m sở hữu bộ khung đỡ đôi chắc chắn và bền bỉ, được kết nối với hệ thống treo trước dạng ống lồng và phuộc lò xo đôi phía sau có thể điều chỉnh 3 cấp. Nhiệm vụ hệ thống phanh của 150m bao gồm phanh đĩa ở cả phía trước và phía sau, đi kèm với hệ thống chống bó cứng phanh ABS hai kênh xịn như Honda SH. Vành trước và sau đều 14 inch, đi kèm với lốp lần lượt có kích thước tương ứng là 184:14 và 127:14. Các trang bị đáng chú ý khác trên Yontis 150m có thể kể tới hệ thống đèn LED ở các vị trí xung quanh xe, nổi bật là đèn LED DRL thể thao, màn hình hiển thị TFT, khởi động xe không cần chìa khóa. 150m sử dụng yên xe đơn dài và cao. Không gian chứa đồ dưới yên rộng rãi và bình xăng lớn với dung tích 12 lít. Về kích thước thân xe, Yontis 150m có chiều dài 2000mm, rộng 785mm, cao 1220mm. Chiều dài cơ sở của xe ở mức 1390mm và chiều cao yên chỉ 748mm. Trọng lượng khô của Yontis 150m là 155kg. Trong khi đó, nếu hệ thống làm mát chứa đầy chất lỏng và bình nhiên liệu được đổ đầy 12 lít xăng, xe sẽ có trọng lượng khoảng 163kg. Yontis 150m tại thị trường Trung Quốc có 5 tùy chọn màu sắc, bao gồm bạc, xanh, đen, xám và xanh che mờ. Tất cả đều được bán với cùng mức giá 15.800 nhân dân tệ, khoảng 51,5 triệu đồng tiền Việt.